Quốc Hưng và Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ánh Thuận ngày mới thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ánh Thuận. Chương trình Ánh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau: một gương sáng của anh ta, một điểm báo và điểm đến ấn tượng tại Ánh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn Ánh Xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 628 phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2024. Với chủ đề thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024, cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu nộp ngân sách năm 2024. Phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao 4.000 tỷ đồng. Ủy ban dân tỉnh cũng giao Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu nộp ngân sách năm 2024. Xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống nhân dân. Trong năm 2023, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực, qua đó đã hoàn thành đạt và vượt 13 trên 19 chỉ tiêu về chuyển đổi số. Hiện nay, dịch vụ Internet cố định băng rộng và dịch vụ truy nhập Internet 3G, 4G được phủ đến 100% số thôn trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đã triển khai lắp đặt tích hợp và phát 75 vị trí trạm 5G trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai các nền tảng số, giải pháp số. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Từ nay đến năm 2025, Ninh Thuận đặt mục tiêu phát triển chính quyền số với 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, kinh tế số chiếm 20% GRDP của tỉnh. Bản tin tiếp tục với những thông tin trên lĩnh vực lao động, việc làm. Ngày 19 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch số 657 triển khai các hoạt động nhằm tạo sự đột phá trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2024. Năm 2024, Ninh Thuận phấn đấu đưa 220 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu đặt ra, Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tư vấn định hướng cho người lao động học nghề, học ngoại ngữ để tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thường xuyên khảo sát tổng hợp nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của địa phương, tạo điều kiện giới thiệu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gặp gỡ người dân để tư vấn, tuyển lao động, đưa đi làm việc ở các thị trường yêu cầu tay nghề, kỹ thuật cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đức. Thưa quý vị và các bạn, nghề làm bánh tráng đã có từ lâu ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Từ bánh tráng truyền thống, người ta đã sáng tạo ra nhiều loại bánh tráng có hương vị khác nhau, trong đó nổi bật nhất là bánh tráng mắm ruốc, một món quà vặt được rất nhiều người ưa chuộng và trở thành một trào lưu ẩm thực ở nhiều nơi. Và cũng từ món quà quê này mà Hoàng Bảo Trâm, một cô gái lớn lên ở vùng đất Đơn Dương, đã quyết tâm lên kế hoạch khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu thành công. Những mẻ bánh tráng mắm ruốc ra lò nóng hổi, được kiểm soát chất lượng trước, trong và sau khâu chế biến, được đóng gói công phu, chuyên nghiệp, đó là sự khác biệt của món quà quê dân dã từ nhiều năm trước. Và vị là cái tên mà Hoàng Bảo Trâm xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm ăn vặt đặc sản của các vùng miền, trong đó chủ lực là bánh tráng mắm ruốc, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng. Với Trâm, vị là kỷ niệm, là nơi lưu giữ ký ức. Và nay, cuộc khởi nghiệp để mang vị đi muôn nơi, không chỉ vì doanh thu mà còn vì một sự trân quý, yêu thương đối với quê hương Lâm Đồng. Mang một cái tâm huyết rất là lớn là mình yêu quý cái vùng nơi mình được lớn lên. Thì em với cái nền bánh của làng nghề đó là cái nền Đơn Dương, thì em với cái vị truyền thống là bánh tráng mắm ruốc như mọi người đều biết tới, nhưng mà em mong muốn rằng ngoài cái sự truyền thống cũ thì bên em có những bước nghiên cứu mới hơn, có sự kết hợp với các đơn vị để mà mình đem cái sự phong phú về sản phẩm. Bánh tráng vị của làng nghề
giờ đã khoác lên mình chiếc áo mới, đẹp hơn, nhưng vẫn chở vị của nắng gió, của sương mai, của bếp than hồng trong từng miếng bánh. Vượt qua nhiều khó khăn thử thách, bánh tráng vị của Hoàng Bảo Trâm hiện đã có mặt tại các siêu thị, các chương trình quảng bá sản phẩm uy tín, chất lượng. Đó là những quả ngọt đầu tiên cho sự nỗ lực của Trâm, các cộng sự và những người con của làng nghề. Và niềm vui cũng được nhân đôi khi món quà quê đã trở thành một sản phẩm được nhiều người biết đến. Trung bình là một tuần chúng tôi sẽ mang mẫu về từng khoảng một lần. Từ nền bánh tráng sống và cái mắm để mình quét lên cái bánh đó, cái một tuần kiểm tra mình kiểm tra là từ nền bánh tráng này, rồi mắm này, rồi kiểm tra xong gửi mẫu đi qua bên đó, xong rồi người ta duyệt. Sau nhiều nỗ lực để vượt qua khó khăn, đến nay công ty của Hoàng Bảo Trâm đã đi vào hoạt động ổn định. Các sản phẩm được lựa chọn, đặt gia công đều là sản phẩm OCOP đã được gắn sao. Sau những nỗ lực định vị trên thị trường, chỉ sau hơn 2 năm hoạt động, công ty 2G của Hoàng Bảo Trâm hiện đã phân phối các sản phẩm mang thương hiệu vị đến với các hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi lớn, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn là nơi để mua sắm, như Vinmart, Airquan, Emart, cũng như các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee. Đồng thời, Trâm cũng đã mở rộng kinh doanh thêm nhiều đặc sản ở các vùng khác với hơn 20 sản phẩm. Trong đó có 4 sản phẩm chủ đạo gồm bánh tráng vị ruốc, bánh tráng sốt tôm, khô heo, cơm cháy. Trung bình mỗi tháng, Trâm xuất bán ra thị trường hơn 100.000 túi sản phẩm và tiếp tục hành trình khởi nghiệp của mình từ những món quà quê với niềm tin sẽ đưa những món quà quê vươn xa hơn nữa, không chỉ trong nước mà còn cả thị trường nước ngoài. Chuyển sang những thông tin về du lịch. Trong thời gian từ ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng, tức ngày 9 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đón hơn 311.400 lượt khách đến tham quan du lịch, chủ yếu là khách nội địa. Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Kon Tum có khoảng 82.000 lượt khách. Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plong có khoảng 200.000 lượt khách. Các địa phương khác thu hút một lượng khách nhất định. Qua đó, tình hình kinh doanh du lịch của tỉnh đạt kết quả tích cực. Khách sạn có hạng sao và tương đương đạt gần 171.300 lượt khách, với công suất sử dụng buồng tại khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plong đạt 100%. Các địa bàn còn lại đạt khoảng từ 40 đến 45%. Doanh thu du lịch dịp Tết Nguyên đán đạt gần 70 tỷ đồng. Tết năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi giúp cho người dân vui chơi du lịch trọn vẹn hơn. Tại các khu điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, cơ bản đảm bảo các điều kiện phục vụ nhu cầu của du khách, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và không có các hiện tượng lừa đảo tăng giá, ép giá đối với du khách. Những hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết diễn ra an ninh, trật tự, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Lùng Tùng còn được gọi là lễ hội xuống đồng, là hoạt động tín ngưỡng đã có từ xa xưa của đồng bào Thái ở Lai Châu. Lễ hội này thường diễn ra vào dịp đầu xuân với mục đích cầu cho một năm sản xuất, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh. Lễ hội Lùng Tùng thường diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội gồm có hai phần là phần lễ và phần hội. Tại phần lễ, bà con chuẩn bị 5 mâm lễ để các thầy mo hoặc già làng thực hiện nghi lễ cúng nàng hàng và các vị thần cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bản làng yên vui. Lễ hội sống đồng đối với người Thái là cái thứ nhất, tức là để đón xuân mới, để tức là năm mới làm ăn, để cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, con người được khỏe mạnh. Sau phần lễ diễn ra ngắn gọn trang nghiêm, bà con nhân dân cùng nhau bước vào phần hội với nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Đồng thời, được tham gia nhiều trò chơi dân gian như tung còn, bắn nỏ, tóm má lẹ, kéo co, đẩy gầy, nhảy sạp, bịt mắt bắt vịt, vòng xòe, thưởng thức ẩm thực. Đầu xuân mới, Giáp Thìn 2024, thì Ủy ban xã Mường Cang đã triển khai tổ chức lễ hội Lùng Tùng. Thông qua lễ hội nhằm tạo một cái không khí đón xuân vui vẻ cho bà con nhân dân, đồng thời nâng cao giá trị văn hóa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trên của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
lễ hội Lùng Tùng là một trong những hoạt động tín ngưỡng văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái, Lai Châu. Lễ hội được bảo tồn tổ chức hàng năm đã góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng, giúp bà con được giao lưu và chia sẻ những cách làm hay trong phát triển kinh tế. Qua đó cùng nhau giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Lai Châu tới du khách gần xa. Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025 và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ninh Thuận đã hoàn thành và bàn giao 111 căn nhà trước Tết Nguyên Đán năm 2024. Theo đó, nhà ở xây dựng cho hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo chất lượng nhà ba cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, có nhà vệ sinh, công năng sử dụng diện tích tối thiểu 32m2, chưa tính các công trình phụ. Giá trị mỗi căn nhà được xây dựng tối thiểu 100 triệu đồng mỗi nhà. Với khát khao thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, hai anh em song sinh Hồ Văn Hoàng và Hồ Văn Phúc ở thôn Bắc Hai, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Họ là những tấm gương sáng trong công tác tuyển quân của tỉnh Quảng Ngãi năm 2024. Hai anh em song sinh Hồ Văn Hoàng và Hồ Văn Phúc sinh năm 2005. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, anh trai là Hồ Văn Long đã tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2022. Hoàng và Phúc đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Nhận được lệnh gọi nhập ngũ năm nay, hai anh em thêm tự hào và quyết tâm tiếp tục cống hiến. Gia đình em đã theo truyền thống từ ông nội đến ba em tới anh hai, và hai anh em cũng lấy động lực đó để mà nhập ngũ lên đường để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Với tinh thần hăng hái của thanh niên vùng đồng bào Co mang họ Bác Hồ, hai anh em lại càng thêm ý chí và quyết tâm phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi có một đứa con hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục, hai đứa con cũng đã chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Gia đình tôi cũng rất là vinh hạnh. Những ngày này, chính quyền các địa phương ngày càng quan tâm hơn đến chính sách hậu phương quân đội, giúp các thanh niên an tâm tư tưởng lên đường làm tròn nghĩa vụ của mình. Qua theo dõi thì gia đình và thanh niên nhận lệnh hào hết đã chấp hành nghiêm lệnh và nhập ngũ. Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội và công tác quản lý thanh niên nhập ngũ ở các địa phương, thì bên cạnh cái việc xây dựng kế hoạch phân công cán bộ là đảng viên kèm gặp thanh niên trúng tuyển, các ban ngành hội đồng thể thì đến tặng gia đình để động viên thăm hỏi giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Một điểm mới trong công tác tuyển quân của huyện Trà Bồng năm nay đó là đối với các thanh niên ở các địa phương mà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự do điều kiện kinh tế đi làm ăn xa, thì bên cạnh cái việc tuyên truyền vận động thì địa phương còn hỗ trợ kinh phí tiền tàu xe cho thanh niên về quê có điều kiện ăn Tết và thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Hồ Văn Hoàng và Hồ Văn Phúc và nhiều thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ ở huyện Trà Bồng năm 2024 đang sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ, góp phần bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình hạnh phúc của nhân dân. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, chủ yếu không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5m, biển động nhẹ. Vừa rồi là những thông tin về dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương sáng của anh ta. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống ai cũng còn có một cái đích để đi về phía trước. Không quan trọng là bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không dừng lại trước những khó khăn. Đó là quan điểm sống của một cô gái trẻ, dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn luôn lạc quan và đầy nỗ lực. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhà văn trẻ Nguyễn Thị Kim Hòa, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam để hiểu rõ hơn về nghị lực sống của cô gái khuyết tật này. Lễ trao giải cho các tác giả xuất sắc của Hội Nhà văn Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự chú ý của giới truyền thông và hội viên tham dự. Trong số những thành phần tham dự ấy, nhiều người chú ý đến một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đôi bàn tay khuyết tật,
nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát và dễ gần. Đó là nữ nhà văn Kim Hòa đến từ vùng đất nắng Ninh Thuận. Chúng ta trao giải cho những cuốn sách viết trên giấy và chúng ta trao giải cho những cuốn sách viết trên chính cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn chị Nguyễn Kim Hòa. Từ một người khuyết tật, Hòa từng bước chinh phục ước mơ văn chương của mình một cách đầy bản lĩnh. Sau hơn 15 năm với nghề, chị đã có cho riêng mình một gia tài với 15 cuốn sách và 5 bài văn ngắn đưa vào sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông mới. Những giải thưởng lớn, uy tín cũng liên tiếp đến với chị là thành quả cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi này. Chúng tôi trao cho họ, tôi muốn nhắc lại, trao niềm hy vọng cho những người đang sống, đang thấy tuyệt vọng, đang thấy thất vọng trong đời sống hiện nay. Thì nhìn họ sống, nhìn khát vọng của họ, nhìn hạnh phúc của họ, nhìn cái họ vươn về phía trước để mà chọn lựa con đường cho mình. Và tôi cho rằng nó có ý nghĩa. Giáo Trung ương tổ chức. Đặc biệt, năm 2023, Kim Hòa là một trong 67 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được Chủ tịch nước tặng thưởng tại lễ tôn vinh. Đặc biệt là được gặp mặt và báo công với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là một buổi gặp mặt thân tình, ấm áp và giản dị. Những lúc mà con không thể nào mà ngồi để viết được nữa thì cháu nằm để viết. Luôn nghĩ đó là chỉ còn một mà mình sẽ cố gắng hết sức sống và làm việc theo tinh thần và nghị lực noi theo cái tấm gương của Hồ Chủ tịch. Xuất phát điểm là một người yếu thế trong xã hội, Kim Hòa dần trở thành một minh chứng cho nghị lực vươn lên, vượt qua số phận. Dù công việc dạy học và viết lách chiếm nhiều thời gian, nhưng chị vẫn sắp xếp để tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, nhất là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, cũng như những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Cô đem tới một nguồn mạch mới, một sức sống mới, đặc biệt là tạo cho con một cái động lực để cho con được thực hiện ước mơ, bước tiếp trên con đường văn chương. Sau ánh hào quang, Hòa lại trở về với gia đình, với ngôi nhà và lớp học nhỏ thân thương bên dòng sông Dinh, để gieo thêm niềm ước mơ và truyền cảm hứng cho đám học trò nghèo ham học. Mặt trời đối với tôi chính là hy vọng, là niềm tin. Chỉ cần bước về phía nó, những cái khó khăn và những cái số phận, những cái khiếm khuyết sẽ ở lại sau lưng. Con người ai cũng có một lần để sống. Và với Kim Hòa, mỗi phút giây trôi qua đều được chị nâng niu, trân quý. Bởi chị sẽ lại tiếp tục được sống với đam mê, chia sẻ những yêu thương với mọi người và để lan tỏa những điều tích cực trong xã hội cho những phận đời kém may mắn như chị. Vừa rồi là một gương sáng quanh ta, sau đây biên tập viên Quốc Hương sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điểm báo sáng nay. Xin mời anh Quốc Hương. Cảm ơn anh Xuân. Sau đây là chuyên mục điểm báo. Chuyên trang kinh tế, báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam đăng tải bài viết xuất khẩu tăng trưởng tích cực từ đầu năm 2024. Theo Bộ Công Thương, một trong ba trụ cột tăng trưởng kinh tế là xuất khẩu đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ tháng đầu năm 2024, kết thúc tháng đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Chỉ trong tháng 1 năm nay, cả nước đã đạt kim ngạch xuất nhập khẩu kỷ lục với con số 66,22 tỷ USD và tiếp tục xuất siêu 2,92 tỷ USD. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cam kết trong các hiệp định FTA để đẩy mạnh xuất khẩu. Thông qua tuyên truyền về quy tắc xuất xứ và cấp giấy chứng nhận xuất xứ, cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội từ các FTA, đồng thời tăng cường hoạt động cung cấp thông tin thị trường trên nền tảng số cho địa phương, hiệp hội ngành hàng. Các doanh nghiệp cần lưu ý cập nhật thông tin về giao vận tại khu vực Biển Đỏ để tránh phát sinh chi phí hay rủi ro hợp đồng. Đề xuất tăng lương hưu 8% từ ngày 1 tháng 7, đây là thông tin được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo bài báo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống nhất với mức đề xuất tăng lương hưu cho người thụ hưởng thêm 8% kể từ ngày 1 tháng 7.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng việc xét yếu tố trượt giá vào điều chỉnh lương hưu với mức tăng 8% là phù hợp, căn cứ mức tăng của các chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 là 3,23% và tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5,05%. Đề xuất tăng lương hưu này sẽ giúp giảm bớt chênh lệch giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 trở đi. Với mức đề xuất tăng 8%, dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2024, phần kinh phí để đáp ứng tăng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngân sách nhà nước là khoảng 1.900 tỷ đồng. Phần cuối chuyên mục điểm báo sáng nay là thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên. Hơn 97% lao động trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc sau Tết. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 19 tháng 2, mùng 10 tháng Giêng, tỷ lệ doanh nghiệp đã hoạt động trở lại khoảng 98%, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc là 97%. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh sau Tết không có nhiều thay đổi so với năm 2023. Lý do là tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn do biến động của kinh tế toàn cầu, nên người lao động mong muốn ổn định việc làm, gắn bó với doanh nghiệp hơn trong năm 2024. Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh đang có nhiều dấu hiệu tích cực với việc một số doanh nghiệp tiếp nhận được các đơn hàng sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2024, ngay thời điểm cuối năm 2023. Một điểm báo tạm dừng tại đây, tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Quốc Hưng. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo chân biên tập viên Hoàng Phát trải nghiệm điểm đến Hang Rái ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, Ninh Thuận là nơi có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ở đây có nắng vàng, cát trắng, biển xanh và có cả những đồi núi nhấp nhô ra biển, tạo nên một khung cảnh nên thơ và kỳ vĩ. Và nếu có dịp đến thăm Ninh Thuận thì các bạn không thể bỏ qua địa điểm du lịch nổi tiếng Hang Rái nằm trong quần thể vườn quốc gia Núi Chúa, khu dự trữ sinh quyển thế giới. Và tại sao nơi này lại nổi tiếng và có điều gì hấp dẫn thì ngày hôm nay hãy cùng Hoàng Phát đến tham quan và trải nghiệm nhé. Nằm trong vườn quốc gia Núi Chúa, Hang Rái sở hữu những vẻ đẹp nên thơ kỳ thú. Trên những bậc thang đầu tiên rẽ xuống Hang Rái là những dòng giới thiệu rất ngắn gọn, mộc mạc nhưng khá rõ ràng về nơi bạn sẽ tham quan. Hãy dừng chân đọc những dòng chữ trên bảng gỗ này trước khi tiếp tục hành trình nhé! Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với Hang Rái thì các bạn nên liên hệ trước với hướng dẫn viên thông qua số điện thoại trên website của Hang Rái để cho chuyến du lịch của mình trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Chính vì vậy mà cái bên Hoàng Phát ngay lúc này chính là anh Ngon, là hướng dẫn viên của Hang Rái ạ. Vâng, Hoàng Phát xin được chào anh ạ. Anh có thể cho Hoàng Phát cũng như là mọi người được biết là tại sao lại có tên Hang Rái ạ? Thì Hang Rái được hình thành bởi một dãy núi đá ăn sâu ra biển, thì trên nó có những khối đá đan xen xếp chồng lên nhau tạo thành những hang hốc. Thì chính vì địa thế lý tưởng như vậy thì cái chú cá cá biển đã chọn nơi này là nơi sinh sống, thì cái tên Hang Rái xuất phát từ đó. Dạ vâng ạ. À, vậy thì thời điểm nào là đông du khách nhất ạ? Và khách thường đến đây vào dịp nào trong năm ạ? Thì Hang Rái đẹp nhất là tầm tháng 3 cho đến tháng 9, tháng 10. Thì vào lúc này thì thời tiết đẹp, cộng thêm với là nước sóng biển êm, nước trong xanh thì tạo tôn lên vẻ đẹp của Hang Rái. Thì du khách tập trung vào chủ yếu vào những ngày lễ Tết hoặc là những tháng hè tầm tháng 5, tháng 6, tháng 7 vào thì thời tiết đó là thời tiết đẹp nhất cho khách tham quan. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Ngon ạ. Các bạn có biết không, cái ấn tượng đầu tiên của Hoàng Phát khi đặt chân đến đây chính là bị thu hút bởi những khối đá khổng lồ. Sau hàng triệu năm bị nước biển bào mòn thì chúng đã tạo nên những hình thù rất là độc đáo và tạo hóa đã xếp chúng rất là ngẫu nhiên thôi. Tuy nhiên thì những hình thù lại mang tính thẩm mỹ rất là cao và khiến cho chúng ta cứ ngỡ như là đang đứng giữa một công viên đá bao la và rộng lớn. Trong không gian của những bọt nước trắng xóa, hòa cùng với màu xanh của nước biển là những tiếng sóng vỗ liên tục đánh vào bờ.
Và cứ mỗi lần sóng vỗ bờ là nước biển sẽ tràn vào trong những vách đá, tạo nên những âm thanh rất vui tai. Lúc nhẹ nhàng, xao xạc tràn qua, khi thì mạnh mẽ, va mạnh rồi vỡ tan bọt biển, tung trắng xóa. Chính vì vậy mà ở đây có nhiều hang động nhỏ với những khe đá san hô ẩn hiện dưới lớp bọt biển vô cùng đẹp. Thưa quý vị và các bạn, nếu là người thích chụp ảnh thì chiếc cầu như thế này sẽ là thỏa mãn niềm đam mê của các bạn. Được thiết kế men theo những vách đá và có những đoạn cầu gấp khúc tạo nên những góc chụp vô cùng bắt mắt. Chính vì thế mà Hoàng Phát thấy là ở đây có rất nhiều bạn trẻ đang đam mê chụp ảnh và check-in tại chiếc cầu như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến để làm quen với các bạn ấy nhé. Xin chào các bạn ạ. Hoàng Phát đang thấy các bạn đang chụp hình rất là vui. Thì không biết là các bạn là dân ở Ninh Thuận luôn hay là các bạn là du khách từ tỉnh khác tới đây ạ? Em là du khách ở tỉnh khác tới ạ. Em thì ở ngoài Bắc, còn chị này thì ở Đà Lạt, chị này thì ở thành phố ạ. Vậy thì không biết là đây là lần thứ mấy bạn đến Hang Rái rồi? Đây là lần đầu tiên tụi em được đặt chân tới nơi đây ạ. Vậy thì ở Hang Rái này thì bạn thích nhất là điều gì ạ? Và nếu như mà có cơ hội thì bạn có muốn quay lại đây một lần nữa hay không ạ? Ở Hang Rái thì tụi em thích nhất là phong cảnh và cái không khí ở đây rất là mát mẻ, cảnh biển rất là đẹp và trong xanh, đa phần thì mọi thứ còn khá là hoang sơ ạ. Nếu có gì thì tụi em chắc chắn sẽ quay lại Hang Rái một lần nữa. Hang Rái không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp hoang sơ thơ mộng, nơi đây còn được nhắc tới vì có khu bảo tồn rùa biển nổi tiếng. Tới đây, mọi người sẽ có những trải nghiệm thú vị như tự tay cho rùa ăn, tìm hiểu về rùa biển, cảnh rùa áp trứng hoặc săn mồi. Và đó cũng là lúc để chúng ta nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ động thực vật quý hiếm. Đến đây thì các bạn đã hiểu được tại sao Hang Rái lại nổi tiếng chưa ạ? Và tại sao nó lại thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan? Nếu có dịp đến Ninh Thuận thì các bạn hãy đến thăm nơi đây để cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho con người và vùng đất nơi đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những điểm đến tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới làm việc hiệu quả. Ánh Xuân và Cú Hưng thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 21 tháng 2 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 5. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, chủ yếu không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ.